Pizza Side kính chào quý vị các bạn nhá. Hôm nay anh em Ninh Bình chúng tôi tiếp đón mấy anh em về tham quan vườn em Cường Trọng. Xem anh em có giao lưu không, mời quý vị các bạn cùng hòa đồng với anh em chúng tôi nhá. Anh em mời quý vị các bạn chơi với em Cường Trọng đấy. Xem. Lấy cả đây ạ. Chụp cái xe quý vị ạ, chụp anh em. Có chụp anh em thôi mà kín cả sân. Cường Trọng rất vui. Như ngày hội quý vị ạ. Chào tất cả anh em nhá. Chào tất cả anh em nhá. Đấy. Vui quá anh em ạ. Hôm nay anh em được về giao lưu. Chào đại ca. Chúc đại ca sức khỏe. Đấy. Và các bạn nhìn thấy kinh khủng không? Nhìn trên Facebook nó không lộ được hết điểm đẹp đâu quý vị ạ. Vì nhìn Facebook nó là mặt phẳng. Nhìn thực tế nó mặt phẳng. Còn nhìn đây các bạn nhìn thế này. Đấy, nó lắc các bạn, điểm giật rất là nhiều. Thân các bạn, thân con trực nó lắc từ đây lắc lên quý vị này. Chứ không phải là thẳng đơ như cái chuyện này. Chào anh em. Ôi vui quá. Đấy. Chào anh em nhá. Để xì được quý vị này. Đẹp trẻ quá rồi, hôm nay đông khách phải để bỏ ra chứ. Ông Cường đâu rồi? Đùa, hôm nay đông khách thì bỏ này ra anh em ngắm tí trẻ quá này. Anh Phong hãy hộ em tí, quay cho anh em ngắm tí. Bỏ dưới chân luôn. Bỏ dưới chân anh Phong này. Ô xì đẹp quý vị ạ. Mấy anh em vừa khen bảo là form xì. Anh Phong nhỉ? Đúng form xì đấy. Cây cổ cắt giật xuống quý vị. Rất dài. Được nhiều cút chuyển nhiều lắm quý vị. Thân này chuyển đây này. Giật từ đây văng ra lên cũng mấy trường chuyển được cái thân. Điểm rất khó trên tay quả. Chia sẻ quý vị mấy cái phôi của em và mô cục quý vị. Bốn người khênh nặng luôn quý vị, rất là dài, chun chảy lên. Ôi, lô đài đang ngó này, lô đài. Con này phê không em? Đang về không ạ? Quay liền thế đài nhỉ? Đằng sau liền thì chứ? À, thế à? Này hóa dáng làng đại nhờ. Này form dáng làng. Anh đang nhìn như này, anh nghĩ đây ngày xưa là một con trực em ạ. Con trực đây, đây là tay 1, đây tay 2 này. Mà nó dị xuống nó hóa được cái tay này ra đây em ạ. Vậy à? Ừ. Anh ngó gì đấy em? Ngó gì đấy? Tại sao em không ngó kê cắt rồi mà cứ ngó kê đùm vậy em?
Hay là em thích kiểu vén vén ạ? Em thích kiểu vén ra. Vén ra. Ngó ngó đấy. Quý vị xem em Tuấn Anh ngó cái gì nhỉ? Ôi giời. Em ngó cái này thì video làm sao cũng thích ngó. Nhà Tuấn Anh à? Vâng. Cốt bà thần già lắm quý vị. Con nào lọc ra video làm sao để chia sẻ kỹ với quý vị cùng ngắm. Ra ra xem anh em đang ngó cái gì này quý vị này. Ngó cái gì quý vị này? Wow. Một cái trực thăng tầng đại tướng quý vị ạ. Rất là to luôn. Này vành to lắm. Thần to vẻ kinh khủng. Ôi trời ơi chân này. Trông cái chân này. Áo à mùi bẩn bậy. Cái này bệ như bệ xanh không nhỉ? Trên là gì, dưới là xanh. Chia sẻ quý vị đi. Có cây nhãn này quý vị này. Cây cổ vồng con bậy này. Nó ve sông trâu này quý vị này. Sông chân này nù này thần này. Dã màn. Thưa quý vị các bạn, em Cường Trọng vừa rồi em ấy làm sao đang cây vừa vừa đến một cây to này. Là cây cẩu à? Cây đang cây cẩu. Chia sẻ quý vị. Hôm nào đỡ dịch mời anh em về Cường Trọng. Hôm nay cũng tiếp đón một số anh em ở một nơi vùng xanh về chiêm ngưỡng mấy tác phẩm của anh Cường. Anh em đam mê cây cảnh thèm những khoảnh khắc này lắm quý vị ạ. Thần vàng lựa chọn cắt giật rất nhiều. Đây cụ cục của em ở đây quý vị này, cái nồi nu này lên này. Là những tác phẩm, những cái phôi mà em đang tư duy nuôi quý vị ạ. Đây là cây xong rồi. Đây là con trực hoành. Anh Bá ơi, anh Bá đang ngắm với em con trực hoành này. Nó già anh Bá nhỉ. Thân gỗ đúng không ạ? Em thích nhất là cái chỗ này anh Bá này. Nó có cái rễ nó kéo xuống, đâm thân nó dị xuống. Đâm nó thành đường vắt. Giải chữ S đúng không ạ? Đây chỗ này anh này. Đúng không ạ? Nó kéo nó méo này quý vị này. Đấy, nó méo luôn. Mày thấy không? Nó méo thân luôn. Nhìn mặt đứng nó tưởng thẳng, nhưng khi nhìn kỹ là nó mèo. Cắt rất nhiều. Đây, hai thằng to đang vần nhau rồi các bạn ạ. Chào em Trương Phạm nhá. Hôm nay hai thằng to vần nhau rồi. Các bạn đố các bạn xem là hôm nay ông nào thắng. Cường hôm nay thì thấy hơi yếu tí rồi, thấy nó hơi run run. Không yếu rồi. Run run rồi. Hôm nay hơi run run rồi. Không run run rồi. Anh em đang vần nhau cái ủ cục này. Con này chắc phải 5 năm rưỡi. Anh chúc mừng các em sau hôm nay hai thằng vật nhau, thằng nào được cũng được nhá. Anh thì đứng giữa trọng tài thôi, anh chỉ biết thổi còi. Chia sẻ quý vị đi, vui lắm quý vị ạ. Anh em nó vần nhau mua cây cảm giác sướng lắm. Vì em sao đang chờ đợi xem có cái cặp tay nào không để chia sẻ quý vị các bạn. Ô, bắt tay vừa bảo xong, đi ra ra bảo chờ thì bắt tay dính luôn. Anh em ơi, chúc mừng gái này bắt tay đầu tiên tại vườn. Tuyệt vời. Ok. Chú ơi, chú anh lên tí, em ơi. Chú anh lên tí. xin chào các bạn. Anh em chúng tôi lại kéo nhau lên anh chủ nhiệm câu lạc bộ Dục Thiên Sơn Ninh Bình. Đấy. Vừa nhà bonsai Hoàng Tú ra. Ướt tí được anh ơi, ướt tí được. Đây là anh Tuấn Thể Chùa đang đi tìm mũ. Anh ơi, anh có nhiều tóc rồi mà anh sợ gì? Chiều bà vui. Vui em nhỉ? Vui. Quá vui luôn. Vui. Đấy.
thời gian sai chia sẻ quý vị đi. Cường Trọng nay say rồi. Cường Trọng say chưa? Thế nào chạy trên đường về nhà ông? Vâng ạ. Đúng với tên chùa rồi. Đúng tên chùa rồi. Đúng cái mũ đi chùa ngày xưa. Anh ra kìa. Đúng với anh ơi. Bắt tay chủ nhiệm cái. Bắt tay chủ nhiệm cái. Sáng nay có việc. À thế à. Thế là không ra được. Em Sai kính chào quý vị các bạn. Hôm nay theo chân anh em ở các nơi vừa về, đang lên vườn cảnh của anh Giang, chủ nhiệm câu lạc bộ Trường Sơn Ninh Bình, nhà vườn Trường Giang vậy này. Tác phẩm Phúc Lộc Thọ. Trời hôm nay không được đẹp lắm nên là cái không gian và cái hình ảnh nó không được đẹp. Mong quý vị các bạn cùng ngắm. Tác phẩm Long Phượng Kỳ Duyên quý vị. Long Phượng Kỳ Duyên. Đang mưa bay bay quý vị nhá. Một thời tiết rất đẹp. Như không khí Tết vậy. Đang có nổ gì ở kia quý vị này? Video xoay ra chia sẻ thì em nổ cái gì? Dịch rồi, mời quý vị các bạn ngày gần nhất về với anh em Ninh Bình. Có cá đấy. Anh Tuấn đây, chùa không nói tục. Anh Tuấn ơi, si của anh đây. Mời anh, em đang quay video nhá. Đang quay. Em anh là ai? Ai? Vâng. Đúng đổ của nó đấy, 3 tiệm con này. Cờ màn thật, dã man thật. Tuấn Anh ơi, mày biết chú mày chưa? Được. Chia sẻ với vị cái gì? Ông hai lúa này nhá, những cái đồ này ở trong thanh hóa ông sẵn lắm nên đọc giá nhanh lắm. Nhớ cần biết của ai để tôi cho. Dã man nhỉ. Anh Tuấn ơi, chất chi này, chất chi. Anh Tuấn ơi. Hả? À, không. Anh Tuấn ơi, chất chi này giống chất chi anh bán em cái bé này đúng không? À. À, chất cái kia nó mít hơn nhẹ. Không, cái chất con giang làng à? Đấy. Nhưng không có búp đỏ đúng không? Túi sập sàn bao tiền kìa. Video Sai vẫn đang cầm máy đây cho quý vị xem vụ nổ có thành công không nhá. Tí thôi, có cái kia đấy, cái đấy là thêm vào hạ trên xuống không sao cả, con này liền luôn nhá. Đây là liền mỗi kia thêm thôi, nó như cái núi nhỉ, như kiểu dãy núi Trường Sơn nhỉ. Đấy, đâu rồi, kiến sức
À, cây này là của em Tú bonsai gửi anh Giang nuôi cho nó được nắng quý vị nhá. Không phải là lên vườn anh Giang mà sao lại phải Tú phát giá. Đây là cây của Tú, bonsai Hoàng Tú gửi anh Giang ở trên trung tâm hội nghị tỉnh Ninh Bình. Không không, ít tiền em ạ, cái này ít tiền thôi. Đang phát giá là 125 triệu. Đấy, công bố trên hẳn truyền hình luôn cho anh em biết luôn. Anh em nào ưng thì alo cho số điện thoại của video sai cũng được. Tú ơi, nay để cho nó vui đi. Em sập hết cỡ đi. Anh dừng máy nha. Xin phép quý vị là dừng máy tí để báo giá. Ồ, vậy là đã nổ rồi. Chúc mừng hai em nhá. Chúc mừng em Tú, bonsai Hoàng Tú đã giao lưu với em Kiên MC. Xin chúc mừng hai em.